Chào các bạn, trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách viết hai biểu đồ cột có miêu tả tương lai với chủ đề đó là việc tiêu thụ thịt ở các nước trên thế giới. Đầu tiên để có thể viết một bài biểu đồ cột thì chúng ta sẽ cần phải xác định được các đặc điểm chính để có thể đưa vào phần tổng quan. Và các bạn nên dừng khoảng 30 giây để tìm xem nếu mà các bạn cần phải lựa chọn khoảng 2 đến 3 đặc điểm chính thì các bạn sẽ đưa ra các đặc điểm nào. Và mình có một vài gợi ý như sau. Trong biểu đồ đầu tiên thì chúng ta sẽ miêu tả các số liệu cao nhất hoặc là số lượng thấp nhất. Tuy nhiên trong biểu đồ số 2 thì chúng ta thấy rằng có sự thay đổi về mặt thời gian, tức là sự thay đổi từ năm 05 đến năm 50. Vậy thì các bạn sẽ tìm ra cái xuống chủ đạo dành cho tất cả cột này và các bạn nên dừng 30 giây để bắt đầu làm bài tập. Và đây là đáp án mẫu của chúng ta. Ở đây mình sẽ đưa ra hai xuống chính. Xuống đầu tiên mình miêu tả rằng Luxembourg là cái đối tượng tiêu thụ thịt nhiều nhất trên thế giới lớn nhất trên thế giới. Như vậy mình đã miêu tả con số cao nhất trong biểu đồ cột đầu tiên. Và trong biểu đồ cột thứ hai thì mình miêu tả một cái xuống chính, một xuống chủ đạo. Đó là nhu cầu dành cho thịt trên toàn thế giới được kỳ vọng là tăng cao. Như vậy thì mình đã lựa chọn được hai xuống chính trong hai biểu đồ cột như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu dàn bài tổng quan, dàn bài chi tiết dành cho biểu đồ như thế này. Trong bài này, trong phần mở bài thì mình sẽ paraphrase lại phần đề bài. Trong phần tổng quan thì mình sẽ đưa ra hai xu hướng chính như mình vừa phân tích như vừa rồi. Và trong đoạn ban đầu tiên thì mình miêu tả một vài số liệu như sau. Đầu tiên mình miêu tả số liệu ở Luxembourg, US và Australia bởi vì đây là các số liệu cao nhất. Trong khi đó thì số liệu ở Canada là số liệu thấp nhất. Và vì vậy mình đã thể hiện được cái sự tương phản khi ghép các số liệu này với nhau. Và trong phần tiếp theo thì mình miêu tả số liệu ở Spain và Austria. Tuy nhiên thì mình chỉ miêu tả việc tiêu thụ thịt lợn mà thôi. Và phần Cuối cùng thì mình miêu tả số liệu ở French Polynesia và cũng tương tự đó là miêu tả về thịt lợn. Và đây cũng là hai số liệu tương phản với nhau bởi vì thịt lợn ở Spain và Austria thì là cao nhất trong khi đó ở French Polynesia thì lại là thấp nhất. Như vậy thì đây cũng là một cái ví dụ điển hình cho các số liệu tương phản với nhau. Trong đoạn 3 số 2 thì các bạn thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều cột tuy nhiên thì mình sẽ không miêu tả hết và mình chỉ miêu tả cái cột cao nhất và cái cột thấp nhất mà thôi. Cột cao nhất ở đây đó là cột thịt lợn và cột thấp nhất là cột thịt dê và đây là hai cột để miêu tả đều đi lên và các phần còn lại thì các bạn có thể bỏ qua cũng được và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách liên kết các đoạn văn hoặc là các câu văn với nhau đầu tiên để miêu tả các số liệu tương phản thì chúng ta có thể dùng những từ như là meanwhile hoặc là by contrast nếu các bạn đang miêu tả số liệu cao nhất và muốn chuyển sang số liệu thấp nhất thì các bạn có thể dùng từ at the other end of the scale có nghĩa là ở chiều ngược lại. Để có thể miêu tả hai đoạn văn, mỗi đoạn văn miêu tả một biểu đồ, thì chúng ta sẽ dùng các từ nối, ví dụ như là turning to the other chart, hoặc là as can be seen in the second chart. Vậy thì đây là cách mà các bạn liên kết hai đoạn văn với nhau. Và bây giờ, đối với phần từ vựng thì mình sẽ có gợi ý cho một vài từ đồng nghĩa như sau. Từ eat thì các bạn có thể chuyển thành từ consume. Và các bạn chú ý rằng các bạn nên dùng cả thời chủ động lẫn thời bị động để có được sự đa dạng về cách dùng từ cũng như là ngữ pháp. Tiếp theo chúng ta có một bài danh từ ví dụ như là the amount of meat which is consumed in Luxembourg. Ở đây thì chúng ta có thể bỏ which và bỏ is đi cũng được bởi vì đây là câu mệnh đề quan hệ rút gọn. Và từ consume thì các bạn có thể chuyển thành consumption và viết thành the consumption of meat. Hay đơn giản nhất đó là các bạn dùng từ the figure for something và cụ thể đó là the figure for Luxembourg có nghĩa là số liệu dành cho Luxembourg đó là các bạn thêm động từ to be ở đằng sau miêu tả số liệu là được. Và cuối cùng là đối với phần ngữ pháp. Ở đây mình tóm tắt lại một vài ngữ pháp mà các bạn đã học trong khoa học chùa chúng ta. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ dùng các cấu trúc so sánh, so sánh hơn, so sánh nhất hoặc là so sánh bằng. Cách miêu tả một xu hướng bởi vì các bạn cũng sẽ cần phải miêu tả các số liệu từ năm 05 đến năm 50. Vậy thì tăng giảm như thế nào các bạn cũng cần phải ôn lại. Để miêu tả các số liệu thì các bạn có thể dùng từ compare to hay là as opposed to hoặc là while và whereas. Vậy thì cách dùng các cụm từ này thì mình cũng đã hướng dẫn trong khoa học rồi. Để miêu tả các số liệu trong tương lai thì các bạn có cấu trúc gì? Future Prediction. Và để có thể liên kết được các số liệu trong quá khứ với các số liệu trong tương lai thì các bạn sẽ làm thế nào? Các bạn cũng đã học trong khoa học rồi. Và đó là tất cả những gì các bạn cần để có thể viết được một bài văn 150 chữ. Mình hy vọng rằng là sau bài ngày hôm nay các bạn có thể bắt đầu viết một bài văn cho riêng mình và có thể so sánh với bài văn mẫu ngay sau đây. Hẹn gặp các bạn trong các bài tiếp theo. Chào các bạn, trong bài vừa rồi các bạn mới được xem một bài giảng mẫu trong khóa học Complete Guide to L-Stratting Task 1 Và để có thể vào được khóa học này thì các bạn sẽ vào trang web lesimo.org Và trong khóa học này thì các bạn sẽ được học tất cả mọi cấu trúc ngữ pháp đến từ vựng và đến cách phân tích một biểu đồ Ví dụ như là các cấu trúc so sánh, các từ vựng của một bài biểu đồ dây cách phân tích một biểu đồ dây cho đến cách phân tích một bài văn mẫu đảm bảo sao cho bài văn của các bạn được 7.0 hoặc là 8.0 cho bài thi và khoa học không chỉ có video mà còn có rất là nhiều bài tập. Và nếu các bạn không tự tin lắm với câu trả lời của mình thì các bạn cũng có thể xem video mà mình đã phân tích rất là kỹ ở đây. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến IELTS thì các bạn có thể vào discussion và mình sẽ trả lời ngay lập tức. À, và nếu các bạn muốn xem một chương mẫu của khoa học này thì các bạn hoàn toàn có thể vào khoa học IELTS Writing Task 1 Essential để xem một chương của khoa học. Và nếu có câu hỏi gì liên quan đến khoa học thì các bạn có thể hỏi thông qua chat của Facebook và hẹn gặp các bạn trong khóa học Complete Guide to IELTS Writing Academic